Mèo. Nè, núp trong đó làm gì? Ra đây đi. Ê, à không, tự nhiên đau bụng thôi. Hả? Thấy chưa, phim bộ nó đâu có sai. Dọa hắn là có người ở ngoài đợi, ai dám làm bậy chứ. Chuồn thôi. Ôi. Hai, tình cờ vậy? Sao hai người ở đây vậy? Vậy còn hai anh sao ở đây? Còn dám nói, sao nói cùng nhau đi kiếm hổ đầu xa mà hai người lại cho tôi leo cây? Uống trà cũng hẹn anh hả? Nè, cái quầy bắt cá lần này sẽ không cho anh biết bộ của anh tàn hình hay sao vậy? Thì anh rời khỏi giang hồ lâu vậy rồi, em không muốn anh dấn thân vào nó nữa thôi. Hai người đừng có ông ảo mẹo nữa, chỗ nguy hiểm lắm, đi lẹ đi. Ủa? Sẵn, chỗ này để tôi lo. Chạy. Anh và đám phụ nữ. Lại là cái thằng già này. Sáng nay giả bộ đụng tụi tôi có phải không? Tụi bay ngu thì trách ai được, khôn hồn thì tránh ra đi. Nếu không chú đây không khách sáo đâu. Muốn bị đánh hả? Sáng nay chú mày không ra tay, tụi bay tưởng chú mày hiền thật hả? Nè, kêu giữ chân chúng lại, anh về đây làm gì? Mấy người còn đứng ăn kem, ba mươi mấy người đang đuổi theo kìa, chạy mau đi. Không phải chứ, có ba thằng què thôi mà ông bị hư mắt hả? Không phải đâu chị Diệu, nhìn kìa,